chứng khoán Việt Nam tăng mạnh thứ hai thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang thăng hoa khi thanh khoản và điểm số liên tục ghi nhận những mốc mới. VN Index đạt đỉnh hơn 1.410 điểm trong phiên 29 tháng 6. Đà tăng này giúp VN Index trở thành chỉ số chứng khoán tăng cao thứ hai trên thế giới, theo dữ liệu từ StockQuery. Tính rộng ra trong một năm gần nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mức tăng mạnh nhất với gần 71%. Giá trị vốn hóa trên HOSE hiện đạt gần 5,3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, Vietcombank đang là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất với hơn 431.700 tỷ đồng, đóng góp hơn 8% tổng vốn hóa. Thanh khoản cũng là điểm nhấn của thị trường trong nửa đầu năm. Từ mức 6.200 tỷ năm ngoái, HOSE liên tiếp ghi nhận mức mới hàng chục nghìn tỷ đồng, đỉnh điểm là phiên giao dịch 31.000 tỷ đồng ngày 4 tháng 6. Đóng góp lớn vào thanh khoản chung phải kể đến với sự gia nhập của các nhà đầu tư mới F0 khi tài khoản mở mới cao kỷ lục. Số lượng mở mới 5 tháng đầu năm đạt 480.490 tài khoản, vượt xa số lượng 393.659 tài khoản mở mới trong năm ngoái.